Áo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 174, điểm V khoản 1 điều 51, điểm C điểm G khoản 1 điều 52, điều 39 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng tù chung thân. Thời hạn bị cáo bắt đầu chấp hành phạt tù tính từ ngày 11 tháng 1 năm 2023. Áp dụng khoản 3 điều 364, điểm A khoản 4 điều 174, điểm G điểm L khoản 1 điều 52, điều 55, điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Minh Tuấn 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù chung là 18 năm tù, thời hạn tù tới ngày 27 tháng 11 năm 2022. Về hình phạt bổ sung, không áp dụng hình phạt với các bị cáo.